một cái cao phản kích này thôi này, để xem nó phản như nào nhé các bạn. Hồi tưởng lại ký ức năm xưa tí. Đấy, ngày xưa mình cũng có một con như này, y hệt con này luôn. Đấy, cho bây giờ để cho các bạn hồi tưởng lại tí nhá. Đi xem nào. Cái thời ngày xưa ấy, nó như thế này này. Chỉ như này thôi, có một cái cao phản kích thôi các bạn. Không có nhiều đâu. Cộng vào cường. Rồi, bây giờ chúng ta cùng xem là nó sẽ phản như thế nào nhé. Mình sẽ ra một cái map nào đấy. Đây. Đây là mình ngay. Các bạn chấn này. Thăng tinh. Hoàng linh. À đây là thanh kia. Thêm thêm cái cao bằng chấn thôi nhé. À nhưng mà mình nhỡ mà nó đè một phát cái cao phản kích thì bỏ. Thôi để tạo đây đã, bây giờ đi thử đã, thử phát đã xem nào. Đây ngày xưa chỉ có như này thôi này, con này mới cấp 56 này. Đây ngày xưa mình hay vào cái chỗ bãi này mình chai này, Nam Chiêu này. À đâu, nhầm rồi. À ừ, đúng rồi, đây 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 đây. Đúng rồi. Ngày xưa mình leo cấp toàn như này thôi. Làm lại tí năm xưa cho các bạn nào hồi tưởng lại chút xíu. Chắc là các bạn cũng biết mình đang đi đâu đó. Mình đang đi đến Bạch Sa Diêm Kháng. Diêm Hồ này. À, Diêm Hồ đây, Diêm Khanh đây, Bạch Sa Diêm Khanh. Nó gọi là Diêm Khanh, nhưng mà trên địa đồ này nó gọi là Diêm Kháng. Okay. Bạch Sa Diêm Kháng. Thì ở đây nó ghi là Khanh, đó. Rồi vào rồi đấy các bạn. Đây, ngày xưa mình chơi ở đây đây. À. Nhưng mà thường ấy, ngày xưa mình chơi mình hay dùng đây. Chuẩn bị chút xíu đã. Nó chết mất. Ngày xưa như này này các bạn này, đây như này này, ngày xưa như này này, thằng nào mà có cao nhục tường ấy thì đi lùa một đống vào xong là ấn cao nhục tường xong tàng hình, chứ còn không có cao nhục tường ấy là làm như này này. Đấy. Cha ở đây làm gì đây, nhặt được gỗ 8x bá, à được gỗ 9x. Đúng vô tâm ý. Đấy các ông nhớ thời ngày xưa chưa ạ? Nhưng mà đỉnh của chóp nó là như này này, đỉnh của chóp các nha, nhìn nó máu ở đây này, các ông nhìn số công này cao này, ngày xưa mình hay dùng cao khí quyết ấy. Nhưng mà lúc này là có máu thật tài đấy, các bạn nhìn này, cái số công lên, đồng thời nó sẽ phản ngon hơn. Ngày xưa là chỉ canh để ăn ăn máu thôi. Nhưng thời ngày nay ấy, thời ngày nay ấy nó như nào, thời ngày nay nó như này này. Thôi nha, tạm biệt anh em.
Hy vọng là anh em sẽ biết được cái thời ngày xưa là trai như nào, cái thời ngày nay là trai như nào nhé. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông và ấn tất cả thông báo nhé. Hẹn gặp lại anh em ở 20 giờ ngày mai. Bye bye.